Anh chàng này vừa mới tổ chức hôn lễ với một cô gái xinh đẹp, phải nói anh rất may mắn mới có được một người vợ như vậy. Mọi người đàn ông khi nhìn vào đều phải ghen tị với anh ta. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu, khi họ chưa hạnh phúc được bao lâu thì đã có chuyện xảy ra. Vợ của anh ta đã không may bị một tổ chức buôn người bắt cóc trong khi đi tìm việc làm tại nước ngoài. Anh ta đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm ra vợ mình. Trong quá trình tìm vợ, anh ta lại vô tình dính vào một trong những đường dây buôn bán mại dâm được điều hành bởi những kẻ máu mặt trên đất nước xa lạ này. Chúng không những không muốn anh ta giải cứu cô vợ mà còn luôn tìm cách bưng bít mọi chuyện. Anh ta sẽ phải làm gì để giải cứu vợ mình và vạch trần bộ mặt của những kẻ kiếm lợi nhuận dựa trên thân xác của người khác? Hãy cùng mình tìm hiểu trong bộ phim Giải Cứu Vợ Yêu nhé! Nam chính của chúng ta hôm nay là em Bambe, một kỹ sư phần mềm đang thất nghiệp vì khủng hoảng kinh tế. Thế nhưng tiền bạc không phải là điều anh quan tâm lúc này. Em Bambe đang trên đường đi tìm người vợ được cho là đã bị bắt cóc của mình. Trước đó, anh đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ cô nhưng lại bị mất liên lạc cho đến bây giờ. Chuyện phải kể trước đó một thời gian, khi đó em Bambe vẫn đang chật vật kiếm từng đồng qua ngày với công việc của mình. Mọi hợp đồng đều bị hủy do các công ty đều trên bờ vực phá sản. Mặc dù ban ngày đau đầu vì công việc, như khi trở về nhà, anh lại có niềm vui mới. Em Bambe may mắn cưới được một cô vợ xinh đẹp và đảm đang. Tất cả đều nhờ công vun đắp của hai gia đình và họ cũng kết nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Vừa nhìn thấy đối phương là em Bambe đã biết cô gái này chắc chắn sẽ là vợ mình sau này. Họ đã có một đám cưới trang trọng ngay trong thời buổi kinh tế khó khăn. Mặc dù công việc không được thuận lợi, nhưng em Bambe luôn dành tình yêu thương hết mực đối với người vợ của mình. Chỉ cần cô rơi nước mắt là ngay lập tức anh cuống cuồng tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết. Điều đó cũng đủ để cho thấy anh yêu vợ mình như thế nào, để phụ giúp chồng mình. Vợ em Bambe đã đi tìm việc thông qua các nhà môi giới hỗ trợ việc làm. Em Bambe vì không muốn vợ mình vất vả, nên anh đã nghỉ làm và đi xin việc cùng chỗ với cô. Vì khi đó ở trong nước không có công việc nào phù hợp có thể giúp họ thay đổi cuộc sống khó khăn hiện tại. Thế nên họ phải ra nước ngoài. Vì vợ em Bambe nhận được công việc trước nên cô ấy sẽ qua bên đó trước rồi đợi anh. Dù không muốn phải xa vợ nhưng em Bambe không còn sự lựa chọn nào khác. Anh đành phải cắn răng chấp nhận để vợ một mình đến nơi xứ người. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và họ sẽ gặp nhau ở đó sau vài ngày. Nhưng để một hôm, em Bambe nhận được một cuộc gọi mà đầu dây bên kia người gọi là vợ anh. Cô tỏ ra sợ hãi vì mình đã bị lừa. Em Bambe biết có chuyện xảy ra với vợ anh, vì từ khi đó anh không thể liên lạc với cô. Anh tìm đến tên môi giới thì hắn lại nói không biết gì. Nếu không có cảnh sát ở đó, có lẽ anh đã cho khuôn mặt hắn biến dạng trước khi tìm hiểu mọi chuyện. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với vợ anh thì hắn sẽ không còn ngồi ở đó được nữa. Vì lo lắng cho vợ mà em Bambe đã bắt chuyến bay gần nhất. Ở đây không phải là Ấn Độ nên mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn. Có vẻ như khách ngoại quốc không được chào đón ở đây. Anh tới tìm cảnh sát thì bị họ từ chối giúp đỡ vì không có đầy đủ thông tin. Tên môi giới đã lừa anh thêm một lần nữa và rồi lặn mất tăm. Em Bambe đành phải chạy đi cầu cứu đại sứ quán Ấn Độ, chỉ có ở đó anh mới nhận được sự giúp đỡ. Không đâu bằng đồng hương giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, người đại diện ở đó lại không có mặt đúng lúc em Bambe cần. Anh đành phải ngậm ngùi ra về nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc. Nếu không nhận được sự giúp đỡ thì anh sẽ tự đi tìm. Em Bambe đã gom hết của cải để đi tìm vợ vì với anh hiện giờ cô ấy là quan trọng nhất. Cũng may ở nơi đất khách quê người, em Bambe đã may mắn gặp được một tài xế lái taxi tốt bụng. Mặc dù không phải đồng hương nhưng ông ấy lại giúp đỡ anh nhiệt tình ngay từ đầu. Đối với ông tài xế, mọi người giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn là một chuyện nên làm. Dù không cần biết người đó có cùng chung cội nguồn hay không, ông ấy là người đã giúp em Bambe ngay từ khi anh đặt chân đến đất nước xa lạ này. Nếu không có ông tài xế thì anh không biết làm thế nào để có thể đi tìm vợ nữa. Nhìn em Bambe lúc bế tắc là ông biết anh yêu thương và lo lắng cho vợ mình như thế nào. Mọi nơi anh muốn đi, ông tài xế đều chở anh tới mà không hề lấy của anh bất kỳ đồng nào. Thế nhưng càng tìm kiếm thì em Bambe lại càng đi vào đường cụt. Mọi thông tin anh có được đều là thông tin giả. Xem ra kẻ bắt cóc không muốn có ai tìm thấy tung tích của mình nên đã xóa sạch mọi dấu vết. Em Bambe cũng biết được mỗi một phút trôi qua là từng phút vợ anh gặp nguy hiểm. Anh cần phải nhanh chóng nghĩ cách trước khi có chuyện gì không hay đối với vợ anh. Vì thế mà anh ngày đêm không ngủ để tìm kiếm thông tin về những kẻ bắt cóc. Vì muốn giúp đỡ em Bambe nên ông tài xế đã nhờ một người bạn trong giới thăm dò tin tức. Sau khi nghe người đó nói, em Bambe đã bị sốc và không thể bình tĩnh. Khi đó trên đất nước này, việc những tên tội phạm làm ăn phi pháp đã không còn là điều xa lạ. Chúng ngang nhiên hoạt động mà không sợ bị ai dò ngó. Bởi vì phía sau chúng là những kẻ có tiền và có quyền. Cảnh sát đôi khi cũng không muốn động tới chúng. Một phần vì sợ thế lực chống lưng phía sau và một phần vì lợi nhuận từ chúng. Đó là lý do mà ở đây không ai chịu giúp đỡ em Bambe. Ở đó, các nhà chứa hoạt động nhan nhản khắp nơi và các cô gái ngây thơ cả tin là đối tượng mà chúng nhắm đến.
họ cũng giống như vợ em Bambe bị lừa bởi những lời ngon ngọt của những tay môi giới việc làm. Đến khi đã vào trong rồi, muốn ra ngoài là điều không thể. Vợ của em Bambe rất có thể đã rơi vào tay chúng và đang trở thành món hàng kiếm lời cho chúng. Nhờ sự giúp đỡ của ông tài xế, anh đã tìm tới tận nơi những cơ sở làm ăn của đám tội phạm dưới danh nghĩa khách hàng. Tuy nhiên, em Bambe không biết được, hành động của anh đã gây ra rắc rối cho cả hai người. Đó là lý do mà em Bambe đang bị giữ tại đồn cảnh sát vì tội gây rối. Người ngồi trước mặt anh là người đại diện cho Đại sứ quán Ấn Độ. Ngay khi nghe tin về anh, ông đã tức tốc chạy tới để tìm hiểu mọi chuyện. Thì ra em Bambe đã từng tới các nhà chứa để tìm kiếm vợ mình. Vì anh cho rằng cô đang ở một trong những nơi đó, không biết có vợ anh ở đó không. Nhưng những tên chủ nhà chứa đã bắt đầu thấy nóng mắt với anh. Làm gì có ai đến những chỗ này tìm thú vui lại lo lắng giống như anh. Nhưng em Bambe không quan tâm điều đó, vì chỉ cần nơi nào có vợ anh là anh sẵn sàng san phẳng nơi đó. Quả nhiên công sức của anh đã được đền đáp khi em Bambe trông thấy tấm ảnh của vợ mình trong tay của một tú ông. Anh đã không thể giữ được bình tĩnh sau khi biết được vợ mình đang ở đây. Cho tới khi nhìn thấy cô ấy, em Bambe đã làm lộ thân phận của mình. Tất nhiên khi đã tìm thấy vợ thì anh cũng không còn gì phải che giấu nữa. Chủ nô giữ vợ anh ở lại thì phải hỏi xem anh có đồng ý hay không. Mặc dù không giỏi đấm đá, nhưng em Bambe sở hữu một thân hình rắn chắc. Cộng thêm độ châu bò đáng nể, nỗi căm hận trong lòng anh đã khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng muốn động tới vợ anh thì anh sẽ cho chúng thấy hậu quả của việc đó là như thế nào. Từ một người hiền lành nhút nhát mà em Bambe đã trở thành một kẻ chém người không gây tay. Tất cả đều do những kẻ kia đã khiến anh trở nên như vậy. Tuy nhiên, dù anh có lì đòn tới đâu cũng không thể đánh lại chúng với hàng ngàn nắm đấm trong tay. Cuối cùng, em Bambe chỉ còn cách rút chạy thay vì lấy trứng chọi đá. Ông chú tài xế ở bên ngoài cũng tới, trợ giúp anh một tay, mặc dù cũng phải nhận không ít hậu quả. Em Bambe biết lúc này đối đầu với chúng không phải là lựa chọn đúng đắn, nên anh đã tìm cách chuồn đi trước. Nhưng những kẻ kia đâu có dễ tha cho anh như vậy. Có điều em Bambe cũng không phải gà mờ để cho chúng muốn làm gì thì làm. Không ngờ anh cũng là một quái xế khi ngồi trước vô lăng, anh lần lượt loại bỏ từng kẻ bám đuôi một cách dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, anh cũng phải nhận hậu quả nặng nề vì hành động liều lĩnh của mình. Em Bambe bị buộc tội gây rối trên đất nước bạn, dù những thông tin anh cung cấp đã được xác minh. Các đặc vụ sẽ vào cuộc để giúp đỡ anh, nhưng họ không muốn cảnh sát biết điều này vì sợ sẽ có nội gián của chúng. Một đặc vụ của chính phủ đã được cử tới để điều tra vụ này. Anh ta không muốn cảnh sát dính tới vụ này nên đã tìm cách tách em Bambe ra khỏi họ. Người có ý định giúp đỡ anh chính là người đứng đầu cơ quan tình báo. Ông cục trưởng đã cử hai đặc vụ của mình đi điều tra vụ án mất tích của vợ anh và sẽ nhanh chóng có kết quả. Có các đặc vụ vào cuộc, quả nhiên vẫn hơn tự mình mò kim đáy bể. Dù cho là kẻ nào, một khi các đặc vụ đã vào cuộc thì hắn có chui xuống đất. Họ cũng lôi lên bằng được, bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình. Rất nhanh họ đã phát hiện ra kẻ đưa vợ của em Bambe rời đi. Sau lưng chúng là một tên tội phạm đầu chọc khét tiếng, điều khiển một đường dây mãi dâm lớn nhất cả nước. Hắn có một hồ sơ quá trong sạch, đến cả cảnh sát cũng không thể làm gì vì không có chứng cứ phạm tội. Hắn che mắt mọi người bằng cách sử dụng công ty người mẫu để tuyển các cô gái làm việc cho mình. Thực chất là để lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin như vợ của em Bambe trở thành công cụ kiếm tiền cho chúng. Mặc dù biết kẻ đứng sau là ai nhưng lại không có bằng chứng để tóm cổ hắn. Có điều những đặc vụ này cũng sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Muốn tóm được tên trùm phía sau, chỉ còn cách phải tóm được tận tay trong lúc hắn thực hiện các phi vụ. Nhưng họ còn chưa kịp làm gì thì đã nhận được câu trả lời từ phía tên trùm. Một cái xác bị cháy đen đến không nhận ra hình dạng đã được tìm thấy từ một cuộc gọi nặc danh. Hai đặc vụ và em Bambe nhanh chóng tới hiện trường, nhưng họ để anh ở lại trên xe. Khi trường kiến cảnh đó, không ai dám tin là vợ của em Bambe. Tuy nhiên mọi chứng cứ tìm thấy tại hiện trường đều chứng minh đó chính là cô ấy. Em Bambe ngồi trong xe ruột gan nóng hừng hực, không biết bên ngoài có chuyện gì. Cho tới khi anh tự mắt trông thấy thì đã không thể giữ được bình tĩnh và gục ngã. Cái xác ở đó dù đã cháy tới mức không thể nhận dạng, nhưng anh biết đó là vợ mình. Cho đến giờ phút này, ông trời quả thực đã lấy đi của anh rất nhiều thứ. Họ còn chưa được hạnh phúc bao lâu thì đã phải rời xa nhau mãi mãi. Một người đàn ông mạnh mẽ như em Bambe giờ đây đã hoàn toàn gục ngã. Khi biết tin vợ mình ra đi, mọi hy vọng của anh đã hoàn toàn sụp đổ kể từ giờ phút này. Mọi người đều đau buồn cho em Bambe, nhưng họ không có cách nào giúp anh. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được anh đã đau khổ như thế nào. Em Bambe khi này đã không còn lý do gì ở nơi đất khách quê người này nữa. Dù không muốn rời xa người vợ vừa nằm xuống, nhưng anh phải trở về quê hương vì theo quy định, anh không thể tiếp tục ở đây nữa. Đặc vụ của chính phủ đã hứa sẽ làm đến cùng chuyện này và đưa những tội ác của tên trùm đầu chọc ra ngoài ánh sáng. Nhưng những lời hứa đó với em Bambe chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Đúng lúc này, nữ đặc vụ theo dõi vụ án của vợ anh phát hiện ra manh mối quan trọng. Sau khi xem hồ sơ do bệnh viện gửi tới, cô đã tức tốc phi tới sân bay để ngăn em Bambe rời đi.
Có điều Mbappé chưa từng lên máy bay và cũng không có mặt ở sân bay. Cô đặc vụ không biết được hành động của mình hóa ra lại làm cho Mbappé lo sợ và muốn lẩn trốn. Thì ra Mbappé chưa từng có ý định rời khỏi đây, anh cho rằng cái chết của vợ mình phải có kẻ đứng ra chịu trách nhiệm. Và kẻ đó không ai khác chính là tên trùm đầu chọc. Anh không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy được, nếu pháp luật không thể trừng trị được hắn thì Mbappé sẽ dùng theo cách của mình. Anh đã quyết định sẽ đi tìm hắn trả thù và sau đó sẽ gặp vợ mình dưới suối vàng. Người có thể giúp đỡ anh lúc này chỉ có ông tài xế, đó là người đầu tiên và cũng là người duy nhất anh tin tưởng ở đất nước xa lạ này. Vì không giỏi đấm đá nên anh cần phải có một món hàng nóng để phòng trường hợp bất trắc. Tiếp theo là tìm cách tiếp cận tên trùm đầu chọc. Hắn là kẻ đứng sau điều khiển đường dây bươm bướm xuyên quốc gia nhưng cũng là kẻ trực tiếp tuyển chọn các cô gái. Đó chính là cách Mbappé sẽ tiếp cận hắn. Anh lấy danh nghĩa một cô gái có thân hình nóng bỏng muốn tìm việc làm để có thể gặp được tên trùm. Quả nhiên hắn đã cắn câu mà không mảy may nghi ngờ gì, đến bước cuối cùng này chỉ có Mbappé mới có thể tiếp tục đi tiếp. Anh không thể liên lụy tới ông tài xế vì ông ấy đã giúp đỡ anh quá nhiều. Anh đã nhờ ông công việc cuối cùng, đó là chôn mình bên cạnh người vợ để họ có thể bên nhau mãi mãi. Mbappé theo chân người môi giới tới gặp tên trùm đầu chọc. Hắn đang hưởng thụ trên một hòn đảo và nằm chờ các cô gái xa vào bẫy. Nhưng hắn không biết được lần này hắn lại đang tự rước hổ vào nhà. Người mà hắn trông ngóng không ngờ lại đang dí súng vào đầu hắn. Tên trùm đầu chọc trước đó còn hổ báo, thì giờ đang run cầm cập khi đứng trước Mbappé. Trong khi đó, bên phía các đặc vụ không tìm thấy tung tích của anh đã phần nào đoán ra đường Mbappé đi tìm tên trùm trả thù. Ông tài xế vì lo lắng Mbappé xảy ra chuyện nên đã đi báo với các đặc vụ để nhờ sự giúp đỡ. Họ biết được rằng hành động của anh chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Vì thế mà ngay lập tức hai đặc vụ được cử đi cùng với ông tài xế tới ngăn cản Mbappé làm điều gì đi qua giới hạn. Họ lo lắng không sai vì khi này anh đã quyết phải sống mái một phen với tên trùm đầu chọc. Một khi hắn ngồi lên được vị trí này thì cũng đủ hiểu hắn không phải dạng vừa. Độ châu bò của hắn đến Mbappé cũng phải chịu thua, anh đang bị hắn cho anh hành ngập mặt. Mặc dù vừa nắm thế chủ động, vài vết thương nhỏ không nhằm nhò gì so với thân hình to lớn cơ bắp của hắn. Mbappé phải dùng chút manh khóe mới có thể thoát khỏi hắn và giành phần chiến thắng trong cuộc đụng độ. Anh sẽ ép hắn nói ra mọi thứ trước khi tiễn hắn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Đúng là không nên đùa với những người bình thường hiền lành, vì một khi họ đã phẫn nộ thì không biết họ có thể làm điều gì nữa. Tuy nhiên, Mbappé lại nghe được một sự thật từ chính miệng của tên trùm đầu chọc. Hắn đã nói cái chết của vợ anh hoàn toàn là giả. Chúng đã sắp đặt để bịa ra mọi chuyện nhằm mục đích chấm dứt vụ án. Tuy nhiên, khi đứng trước bờ vực thì tên trùm đã phải nói ra tất cả. Đúng là không kẻ nào là vua lì đòn khi đứng giữa sự sống và cái chết. Đúng lúc này thì các đặc vụ ở bên ngoài xông vào. Họ đã ngăn cản Mbappé mắc sai lầm và đính chính với anh những điều mà tên trùm nói. Mbappé vẫn chưa thể tin đó là sự thật vì anh đã chính tay anh chôn cất vợ mình. Tên trùm thấy các đặc vụ xuất hiện liền mừng thầm. Thì ra là hắn đã tìm được cứu tinh cho mình. Hóa ra tên đặc vụ luôn theo dõi vụ án này lại chính là tay trong của chúng. Hắn là kẻ đã báo cho tên trùm đầu chọc để hắn tạo ra cái chết giả cho vợ Mbappé nhằm che giấu mọi chuyện. Bảo sau ngay từ đầu, hắn đã luôn tìm cách để xoay chuyển hướng điều tra và tìm cách khiến cho Mbappé rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hắn còn từng có ý định trừ khử anh nhưng không thành. Khi này, nữ đặc vụ mặc dù bị thương nhưng vẫn quyết về tóm cổ kẻ phản bội. Cô đang chứng tỏ mình chẳng hề thua kém bất kỳ một tên đàn ông nào, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Nhờ đó, Mbappé và ông tài xế có thể thoát ra ngoài an toàn. Theo lời tên trùm, vợ anh đang ở trong những chiếc xe tải bên ngoài, sắp được chuyển đến cho ông chủ hắn. Vì thế mà Mbappé cần phải nhanh chóng xác minh vợ mình ở trên chiếc xe nào. Đúng như lời tên trùm nói, vợ anh còn sống và đang sắp trở thành mặt hàng buôn bán cho chúng. Vì không thể mở cửa, nên Mbappé đã quyết định lái chiếc xe đến thẳng cơ quan tình báo để tố cáo tội ác của trùm với ông cục trưởng. Ông tài xế cũng đi cùng anh, nhưng không may bị tên trùm đầu chọc bắn trúng đạn vào người. Hắn liên tiếp sai người đuổi theo và quyết phải ngăn cản anh lại. Một cuộc rượt đuổi trên sa mạc đã diễn ra ngay sau đó. Tên trùm và thuộc hạ đang tìm mọi cách để cản được Mbappé. Nếu để anh thoát khỏi đó thì cả đời chúng sau đó chỉ còn biết nhìn song sắt nhà tù thui. Nhưng để cản được anh ở trên chiếc xe này đâu phải dễ. Mbappé lần lượt loại bỏ từng tên ngáng đường anh. Đến cả tên trùm đầu chọc cũng không ngoại lệ. Lẽ ra hắn phải nhận kết cục khác đau đớn hơn, nhưng Mbappé đã không làm thế. Anh phải nhanh chóng đi tố cáo tội ác của tên đặc vụ vì hắn đang đổ tội danh vào đầu anh. Vừa rồi hắn vừa hạ sát chính đồng nghiệp của mình vì cô cố gắng ngăn hắn đuổi theo Mbappé. Hắn phải làm vậy nếu không muốn thân phận của mình bị lộ. Hắn đã ra lệnh bắn hạ Mbappé nếu thấy anh xuất hiện vì anh là tội phạm nguy hiểm. Mặc dù người đại diện đại sứ quán Ấn Độ ra sức bảo vệ Mbappé, nhưng ông không thể thay đổi được gì. Ở đất nước của họ thì phải theo luật pháp của họ, mọi chuyện khi này phải dựa vào Mbappé.
anh đang băng băng tiến về cơ quan tình báo, trong khi cảnh sát truy đuổi phía sau. Họ đã dùng tới trực thăng thì chứng tỏ đã quyết phải tiêu diệt anh. Họ không biết em Bambe đang chở theo phía sau những cô gái bất hạnh, bị đám tội phạm lừa để kiếm lời cho chúng. Họ chỉ biết ở trong thùng xe ngồi cầu nguyện cho bản thân, bao gồm cả vợ của anh. Em Bambe biết được, chỉ cần mình dừng lại thì sẽ bị khử ngay lập tức và sẽ không có cơ hội tố cáo tên đặc vụ. Cuối cùng anh cũng tới được cơ quan tình báo và may mắn là họ không bắn hạ anh, vì ông cục trưởng chưa hạ lệnh. Tên đặc vụ cũng đang nóng hết cả ruột gan, tức tốc chạy về vì sợ em Bambe sẽ tiết lộ mọi chuyện. Vừa gặp anh, hắn đã định hại anh để bịt đầu mối, nhưng đâu có dễ như vậy. Tội ác của hắn đã bị phanh phui bởi một đặc vụ ngầm khác. Họ đã theo dõi những kẻ đứng sau bao che cho tội ác của những tên tội phạm buôn bán phụ nữ. Vô tình đã chụp được bằng chứng tên đặc vụ qua lại với những kẻ ở đó. Mọi chứng cứ đã đầy đủ và hắn không còn gì để chối cãi. Giờ là lúc em Bambe và hắn sẽ giải quyết ân oán theo cách của hai người đàn ông. Dù tên đặc vụ được huấn luyện bài bản, nhưng lại không thể thắng được một em Bambe đang căm phẫn. Nếu không có những kẻ như hắn tiết tay cho những tên buôn người, thì vợ anh và những cô gái khác cũng không phải rơi vào hoàn cảnh như lúc này. Đứng trước sự tức giận của em Bambe, hắn chỉ biết nằm đó mà hứng chịu. Xong xuôi tất cả cũng là lúc em Bambe gặp lại vợ mình sau thời gian xa cách. Cuối cùng thì những nỗ lực của anh cũng đã được đền đáp, những đau đớn anh đã phải chịu đựng giờ đây đã hoàn toàn biến mất khi vợ anh xuất hiện. Họ lại được trở về bên nhau sau những biến cố xảy ra. Nhờ trải qua những biến cố đó mà họ càng yêu thương nhau nhiều hơn. Và từ giờ sẽ không còn gì có thể chia cách họ được nữa, vì hai người có thể tìm lại được nhau. Phải nhờ từ sự giúp đỡ của những người bạn, những người đồng hương và đặc biệt là ông tài xế. Ở một nơi xa lạ lại có thể gặp được người tốt bụng như ông tài xế. Quả là điều đáng quý. Có được một người bạn như vậy là điều may mắn mà em Bambe không bao giờ có thể quên trong đời này. Cuối cùng thì những kẻ làm chuyện ác sẽ phải trả giá cho hành động của chúng dù sớm hay muộn. Các bạn có thấy sao về nam chính của chúng ta? Liệu có phải khi yêu, người ta có thể làm được những điều phi thường mà không ai có thể làm được hay không? Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người!